Chào mừng nhớ đến với kênh Nguyễn Chí Đập. Hôm nay giới thiệu anh em mình mấy cái dòng máy hút bụi nha anh em ơi, trong cái kho nha. Mấy dòng này mình có review rồi, hôm nay giới thiệu lại thôi, mà có cái là nó điều chỉnh giá mới nha. Giá cũ thì nó không còn nữa. Mình sẽ để đường link ở dưới mình giới thiệu cho anh em ngày trước đó, mà giá cũ nha, bây giờ giá mới rồi. Dù đây là có máy hút bụi 10 lít nè. Bình nhựa có 4 bánh xe, hút cực kỳ mạnh luôn. Nha mấy anh em, máy này là bảo đảm anh em hút gia đình, hút xe ô tô, hút thì nó cực kỳ khỏe luôn. Và giá chỉ có 820.000 thôi mấy anh, giá rất là rẻ. Giá cũ của nó là không tới nha, giá cũ 700 mấy mình quên rồi, nhưng mà hãng điều chỉnh giá rồi, chỉnh giá cũng khá lâu rồi đó nè. Ở trên đây thì nó sẽ gồm một ống nè, một ba cái ống nối dài nè, một cái để hút sàn nè, một cái lọc HEPA nè mấy anh nha, một cái bình đi nè, mà giá chỉ có 820.000 thôi. Ok ha, tết nhất mua này về ngon lành 10 lít chưa đâu, muốn rẻ nữa quất cái này giùm mình. Đây này, mấy bộ này nè mấy anh, 740.000 thôi. Cái dòng này mấy bộ này là cái bình này là bình inox nha, hút được khô và nước luôn, cả hai dòng đều khô và nước luôn. Này là 1.000W đó, này là 1.000W là hút khô và nước được được luôn nha. Cái dòng này thì nó có vừa hút vừa thổi luôn mấy anh nha, một một bên hút một bên thổi, đầu hút đầu thổi, mà giá chỉ có 740.000 thôi, rất là rẻ. Của hãng Total 1.000W bán rất là nhiều. Cái dòng này mình sẽ để đường link bên dưới cho anh em xem, một chút xíu nữa mình đã khui ra ba con trưng bày ở dưới rồi, anh em có thể ghé cửa hàng mình để xem hàng trưng bày được nha. Tết này thì mình mua những dòng sản phẩm này về là bảo đảm mình em vệ sinh gia đình là cực kỳ ngon. Cái thứ hai nữa, anh em muốn vịnh lớn mà giá nó mịn màng luôn thì có thể mua cái dòng này. Cái dòng này đó là 1.300W bình 30 lít nè, của hãng Total, mà giá chỉ có 1.310.000 thôi. 1.310.000 bình inox. Mà cái dòng này thì nó không có kết nối thiết bị ngoại vi. Thiết bị ngoại vi ngoài là cái thiết bị nó nằm ở trên đây nè, anh em cứ gắn vô anh em để xài những cái máy mài máy gì đó, thì cái dòng này không có nên nó sẽ rẻ hơn nha. Với giá tiền chỉ có 1.310.000 thôi, mà nó là 30 lít hút nước và khô cực kỳ khỏe, 1.300W. Còn anh em mà muốn kết nối thiết bị ngoại vi đi nè, dòng này đây 1.400W, nó giá là 1.800.000. Dòng này thì nó lại giảm giá mấy anh, 1.800.000 mấy anh nha. Đó sẽ kết nối thiết bị ngoại vi ngoài nè, anh em gắn máy mài vô, bật máy mài cái là máy hút bụi tự chạy, tắt máy mài trong khoảng 5 giây là máy hút bụi tự tắt, hoặc gắn máy chà nhám máy gì đó anh em cần gì đó. Nói chung mình gắn thiết bị ngoài đây nè, không tắt không off ha, xài này ngon. Con này hồi xưa là mấy con kia chưa về, con này bán vô địch luôn anh em ha. Từ khi mấy con kia nó dễ rẻ thì con này nó bán chậm lại rồi, giá 1.800.000. Còn gia đình nữa, em muốn xài ngon em quất con này cho mình. Mấy con hút bụi nữa mình giới thiệu em toàn là nó hút mạnh lắm nha. Con này nó là 2,5 lít, công suất là 2.000W. Cái dòng này giá là 1.640.000 nên nha. Máy hút bụi 1.640.000, hai bánh xe đi, thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu hàng 2.000W này là hút hút khô thôi nha, máy này chỉ hút khô thôi này, nó mấy anh không có nước, hút nước chỉ có những bình chứa này nè, bình chứa này hút nước nè nè, rồi hoặc là bình chứa này hút nước này, hút nước nè đó, thì còn hoặc là cái này là bình chứa này hút nước nè nè, hút nước nè, có hút nước và khô nè nha. Đó thì anh em mà lưu ý giùm ha, khi mà mình xài thì mình lưu ý cái bình này đó là 10 lít, và cái công suất của con này là bao nhiêu watt nó mất tiêu ta. Mình giới thiệu cho mấy anh em coi. Này không có à, đây này này, 1.200W nha mấy mấy anh, đây nè 1.200W, đây nè, mình nhìn dưới đây không, mà dưới đây 1.200W ha, hút nước và khô nè đó nha. Thì đó là những dòng máy hút bụi. Ngoài ra anh em muốn mua máy rửa xe thì bên mình đang có chương trình sale mấy máy rửa xe này nè mấy anh, của Denco nè, giá chỉ có 1.150.000 thôi, mà số lượng còn có hai con à, hai con này anh em á, 1.150.000 nha. Máy vừa xịt rửa chỉnh áp được luôn, của Denco nha. Đây nè mấy anh, con này bán cực kỳ chạy, nhưng mà mình sale đó, sale hết chứ không về nữa, tại vì giá là giá bán dưới giá nhập luôn á. Rồi đó là máy rửa xe, anh em muốn mua máy rửa xe của hãng Lincoln Total bên mình cũng có sẵn luôn nè, vô đây nè, của hãng Total ha. Máy rửa xe này không chỉnh áp, 1.000W, hàng công nghiệp, giá 2.165.000, 1.500W nha, cực kỳ mạnh. Hoặc là anh em muốn của hãng Inco, Inco giá nó là 2.080.000, Inco đang có nhìn giảm giá gì 2.080.000, rẻ hơn chút xíu nha, cũng là 1.500W luôn mấy anh. Những con máy rửa xe Inco Total này là cực kỳ ngon, bán rất là nhiều luôn, cực kỳ ngon. Hoặc là anh em có thể mua những dòng rẻ hơn thì có thể dùng con miên bao. Đây miên bao nè, 1.870, 2.900W, hoặc con miên bao này 1.470, hay 1.470 có chỉnh áp mấy anh. Này 2.300W nha. Những con miên bao này thì nó thiết kế nhỏ gọn thôi nha, mấy cái này motor di động hết nha mấy anh em, không có nhôm đâu. Đó, hãng cam kết tự động 100% luôn mấy cái pin bao này, rẻ tiền lắm.
xài nó ngon. Ok, à, cuối năm mà anh em mà muốn hàng gì đó thì qua đây. Mấy hàng đang sale nè, có 1.250.000 thôi, ba chức năng luôn, hàng mít, có khí, không khí, hàng que. Mà giá chỉ có 1.250.000 thôi, số lượng còn khoảng 5 con. 2, 3, nhưng kia 2 con, 5 con là hết rồi nha. Hoặc là cái con này, kiên queo, dưới hàng hai chức năng, hàng hàng que và hàng mít. 1.250.000 luôn, ở dưới là Satsuke cũng 1.250.000 luôn mấy anh. Đó, hàng que và hàng mít nha. Đang sale mà mình đang chống kho, mình giới thiệu quay qua quay lại cho anh em được. Mấy con này review hết rồi. Ok, đây giá rẻ là con này, còn có ba con nè, 790 hàng que nha, 790 là hàng que không thôi, Bonnie đó, hàng que 2,5 là bao anh em xài ngon luôn, 790.000 thôi mấy anh em ơi, giá rất là rẻ. Còn Sasuke này ngày xưa là 1.490.000 nè, mà giá giảm bây giờ còn có 1.250.000 thôi. Hoặc là cái con này cũng vậy, hồi xưa là 1.490.000, giá giảm còn 1.250.000 thôi. Đây lưu ý giùm nha, mấy dòng mấy hàng này là nó chưa gồm cuộn dây. Con này kể cả cái con Kaski này cũng vậy, 1.250.000 là nó chưa gồm cuộn dây và nó không có cái dây kẹp que hàng. À, anh em muốn mua thì mua thêm cuộn dây hàng vô không khí 150.000. Còn hàng que thì mình nghĩ anh em mà đã mua hàng này thì hàng que chứ anh em không xài tới, hoặc là anh em là có cọc rồi mình gắn vô nó xài thôi ha. 1.250.000 nha. Rồi một sản phẩm nữa mấy nay khuyến mãi bán gần hết rồi, còn có mười mấy con này anh em, 15 con nè, 245 chính xác, còn 15 con 450.000. Trời ơi, con máy máy mài này mà đang khuyến mãi có 450.000 thôi, hàng công nghiệp 710W, đĩa 100 có mà 10 nha. Con này mình review cũng rất là nhiều lần rồi nha. Giá chỉ có 450.000 thôi nha mấy anh ơi. Bình thường nó là 530.000 nha. Khuyến mãi số lượng gần hết rồi, còn như đây nữa là hết rồi đó. Quay về giá cũ 530. Lâu lâu có dịp cuối năm khuyến mãi thì anh em có nhu cầu thì mình mua. Kế tiếp nữa những cái dòng máy mài mũi khoan Oshito nha. Giá đang khuyến mãi chỉ có 850.000 thôi. Anh em muốn mua thêm đá thì cộng thêm 150.000 nữa thành 1 triệu. 1 triệu là có thêm một viên đá nha, còn không có kèm thêm, không có thêm viên đá thì 850.000 thôi. 850.000 là đã có một viên đá kèm ở trong cái máy rồi. Đó, anh em không có rồi mình muốn mua Sico thêm á, cộng thêm 150.000 thành 1 triệu nha. Giá của mình màng. Rồi, đây là cái dòng máy mài mũi khoan và dao kéo đa năng của hãng Quật Phao nè mấy anh. Giá có 426.000 thôi. Giá màng thiệt. Hoặc là cái bộ này, bộ này giá cực kỳ tốt nha, 468.000 một một cái. À, một bộ này thì nó sẽ có hai hai hộp, hộp trên hộp dưới ha. Bây giờ nó đang khuyến mãi, cái giá cũng đang rất là tốt, anh em đang có nhu cầu thì ghé mua đó. Hai hộp trên hộp dưới nè, hộp này hộp đồ nghề nè, 468.000, dao nè, kìm nè, đồng hồ nè, đồng hồ em be nè, đồng hồ điện tử nè, kéo nè, này kìm nè mấy anh, này không có cầm dao đây, không có thử con dao để khui cho mấy anh, khóa rồi nha, 468.000. Hoặc là đây là một cái bộ cách điện 1000V à, kéo, một cái bộ cách điện 1000V nè mấy anh, kìm nè, kìm răng, kìm nhọn, kìm cắt, 4 cái vít, 468.000 nha. Mấy bộ này thì giá đang sale tốt đó mấy anh, tốt đó. Rồi đây là máy cắt cỏ, đây cái thân nè, thân máy cắt cỏ nhìn cái giá hết cái hồn luôn, này có 400 mấy thôi à. Ôi, sao mấy này không ghi giá ta, con này có 400 mấy thôi nha mấy anh. Đây là thân máy cắt cỏ dùng pin 20V của Quật Phao, cái thân máy không thôi, chưa có pin sạc, anh em có thể dùng pin in cầu tô tô hoặc là của Quật Phao nên xài được hết, 400 mấy thôi, mình quên mất tiêu rồi. Hoặc là cái bộ này mà gồm một con máy mài, một con máy khoan, một con máy móng vít, giá chỉ có 3.250.000 thôi, cực kỳ tốt nha. Giá là khuyến mãi, giá mới nó tới 3.400.000 á. Bộ này nhiều anh em đang xả hàng à, đó những cái bộ mà hàng hãng nó khuyến mãi chặn trình nữa thì đa phần mấy anh em hay đang xả hàng. Bộ này vừa rồi các shop online cái này nó xả ghê lắm, mà mình thì không có lấy nhiều à, đâu đó khoảng cả chục bộ thôi à, đây này chục bộ thì bán đâu đó còn vài bộ đây thì từ từ bán mấy anh à, chứ mấy online mà ông xả giống như là theo cái dạng như là bán không được đó, rồi mấy ông xả giá sập sập cái sàn luôn. Bình thường 3.250, không biết giờ còn xả không mình không biết, hồi xưa mấy ông xả ghê lắm thì mình cứ để đây mình bán ha. Đó mấy anh thì năm nay rút kinh nghiệm, những cái hàng nào mà thuộc dạng mà công ty khuyến mãi mà nhiều 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 á bớt lấy lại, lấy thế nào cũng gặm mà, tại vì mấy đơn vị khác người ta lấy xong cái người ta xả xả giá rẻ lắm mà nó biết làm sao kỳ, lấy xong rồi xả không có lời luôn, thôi kệ đi. Rồi đó, 3.250.000 là bộ này nha, gồm hai viên pin 4A nữa, hai viên pin 4A chặn 10 cái để cắt ba cái thân máy đó. Ok, hôm nay thì ở trên đây thì có những cái máy cắt cỏ nè, đây máy cắt cỏ nè,
Có của Total, Total giá 1.330.000. Đây nè mấy anh, ôi máy này rẻ nè. Cái máy cắt cỏ của Total như thế này nha, gồm một máy, một pin, một sạc nè, một pin 2A, một sạc, mà giá chỉ có 1.330.000 thôi nha, 1.330.000 thôi mấy anh. Một cục sạc là 200 mấy, cục pin là 300 mấy nha. Tính ra thân máy cũng rẻ tiền, mà tính ra cái thân máy nó vẫn mắc hơn cái thân này. Cái thân này cắt bằng cước nha, cái này cắt bằng cước anh em lưu ý nha, cái này bằng cắt bằng cước nè, nhưng của hãng Wattfau này không cắt bằng cước, cắt bằng cái lưỡi nhựa và nó tặng luôn cả hai cái lưỡi kim loại nữa mới hay chứ. Ồ, này giá mang thiệt, kèm theo 5 cái lưỡi nhựa và hai cái lưỡi kim loại, một một lưỡi tròn, một lưỡi thẳng. Giá mang thiệt mà có 400 mấy. Một khoa người này giá sập cái sàn luôn. Rồi, máy tỉa hàng rào dùng điện nha. 810 mấy ngàn mấy anh. Nha, của một khoa tỉa hàng rào dùng điện. À, ok nha. Rồi. Máy nén khí, máy quạt, máy cắt sắt Makita 2401, 2402B, 2401, 2402B có luôn mấy cái quạt. Mình không nhớ giá đâu mấy anh, nào mình, mấy anh em ghi giá mình nhớ, còn không có thì không có. Ok nha. Rồi, anh em nhu cầu mua thì nào liên hệ, thùng bọng, thùng bọng được nhiều nè. Đây những dòng của DSA. DSA nằm ở đây. Rồi, anh em đi xuống để mình đi xuống dưới trưng bày dưới. Đây. Mấy anh em đang khui ra review nè, ở khui ra trưng bày nè. Đây. Đó. 840k mấy anh. Bánh xe đầy đủ ha. Nha. Ngon lành luôn. Hút cực kỳ mạnh. Nha, mạnh dã man luôn á. Hết cái hồn luôn. À. À, xinh xinh ha, nhỏ gọn xinh xinh. 840k nè mấy anh. Rẻ ha. Mua cái này về xài này ngon rồi. Mua chi vài triệu. Nè, lọc H3 thấy không? Nó như có ống có dây đầy đủ nè. Nha. Đó, có lọc H3 nè. Anh em hút nước gỡ cái lọc H3 ra giùm nha. Hút nước thì gỡ cái lọc H3 ra giùm. Đó mấy anh em mình đang cái ráp vô để trưng bày. À, ráp vô đi. Để trưng bày mấy cái cứng quá chưa vô rồi, vô rồi đó. Ok rồi, giờ mượn cái này này ráp vô rồi nè. Đây 770k thùng inox đó, 770 năm anh. Một bên hút mình thổi, còn cái ông này hồi nãy là cái này cũng có thổi nữa đúng không, thổi nè, ông này là bên đây thổi nè, mình hút bên thổi. Ông này cũng vậy, mình hút bên thổi. Rồi, nghe tiếng máy nè. Và bên thổi nè, bên hút nè. Mạnh cực kỳ luôn mấy anh. Wow. Cái quỷ inox này nè. Mới khui ra mà không đóng hộp rồi, hơi bị móp rồi. Chán dễ sợ. Khui trưng bày. Đây, bên trong rồi. Ở đây là cái lọc nó dùng lọc lớn rồi nha, nó hút mạnh dữ lắm. Ở đây nó không dùng lọc H3 mà dùng cái này nè. Đó, bên trong mà đủ đồ anh em ơi. Hút nước mà khô luôn nha. Đó, 770 thôi có con xài rồi. Nha, hút gia đình hút gì đó, ngon cực kỳ luôn. Rồi. Con này là chịu 30 ngàn nè. Đây chịu 30 ngàn. Chịu 30 ngàn thì ở đây nó sẽ không có cái như mình nói mấy anh em á. Này hút đây có chế độ xả nước nè, hút xong ta xả nước ra nằm ở đây nha, cái đồ xả nước bên hông đó, nghe tiếng hút nè, này có thổi nữa nha, phía sau nè. Quay một tay rồi. Rồi.
gỡ mang được phía sau là thổi nha, mạnh lắm nha mấy anh, mạnh lắm. Rồi gỡ hai cái này ra nè, này gỡ ra nè, đây à, này nó không dùng lọc H3 mà dùng nguyên cái khối, nguyên cái lưới lọc này nha. Đó, anh em xài nước thì anh em tháo ra. Đó. Ok, giá này là 1.310.000, rẻ 30 lít nha, hút nước và khô ngon lành. Đó, ba cái mẫu nè, thấy không, tết về hút là ngon lành cành nào luôn, dám ăn luôn. Đó, ok ha. À, để qua đây máy rửa xe đây, mấy dòng máy rửa xe nè mấy anh, có sẵn hết rồi. Đây là con nó rửa xe mà đang hồi nãy chịu 1.150.000 nè, con này nè. À, còn một con trưng bày này, hai con mới cho anh. À, ủa cái con Inco này giá là 2.080.000 luôn chứ, đúng rồi anh. Ủa con Inco, cái con tô tàu này nãy trên kho là ghi 2.1 mấy mà giờ giá mới đúng không? Hai con bằng giá 2.080.000 mới rửa xe. Ủa sao ở trên kho nãy thấy ghi là 2.168.000? Có cái video là 2.080.000. À vậy hả, vậy cái máy rửa xe tô tàu là 2.080.000 luôn nhé mấy anh. Hai con bằng giá. À, bằng giá nhau luôn. Ừ, tại mình thấy trên kho nó ghi là 2.1 mấy. Ừ, không phải nha. Rồi 2080, ờ ừ, giá rẻ là tốt rồi. Nha, còn này thì 1150 nè. Đó, à, cuối năm rồi mấy anh. Kiếm gì phục vụ mùa cuối năm ha. Nén khí thì có nè, anh coi nào nén khí mình mua. Này hút bụi 1.8 nè, có cái kết nối wifi bên ngoài nè. Đó. Kết nối wifi này nó hay lắm nha. Ở con này là đây nè. Ok ha. Anh em gắn thiết bị wifi vào trong đây rồi mình bóp cái máy dò nhám là máy hút bụi tự chạy. Ngắt máy dò nhám tầm khoảng 5 giây sau, 5 giây sau là máy hút bụi tự ngắt. Hay ở chỗ đó nha. Rồi, anh em nào mua máy cao áp lớn không? Mình sale cho anh em cái hai cái dòng này, mình có hai cái dòng này nè, cao áp. Nha, bây giờ giảm 10% đi. Riêng hai dòng này thôi, trưng bày á giảm 10%. Ví dụ con này là cái lực áp nó lên tới là 700 lít phút nè, 30 đến 133 nè, giá là 5.470.000, giảm anh em 10% nha. Chỉ riêng hai con này thôi, mà con này nó mạnh hơn nè, 7290, giảm anh em 10% luôn, áp lên tới 163 là tối đa nha. 3000kW này là dành rửa công nghiệp mấy anh, rất là lớn, to nữa, to bản to đụng luôn nè. Đây máy nè, con này là 7.290 nè, con này là 5.470 nè. Đây, cả hai dòng này đang trưng bày sẽ được giảm anh em 10%. Ok ha. Đó, giảm 10%. Anh em đừng quên tô tàu nha, có máy bào cuốn nha. Giá mịn màng cực kỳ luôn, có 6.3 thôi, 1.500W máy bào cuốn tô tàu, cực kỳ mịn, 6.3. Rẻ nhất cái sớm luôn. Rồi, hàng mic của tô tàu có luôn nha, 2080, chuyên mic không thôi. Sasuke thì cái con này mấy nay con này bán hơi chậm, bây giờ sale luôn đi. Con này không bán được con nào chưa? Thôi bây giờ sale cho anh em luôn, 1.150.000 nha. Đây là con máy đục 17 ly của Sasuke. Đây rồi, bây giờ sale cho anh em luôn ha, giá gọi thanh lý luôn đi cho nó trống cái kho luôn. Rồi con này là bớt cho anh em là còn là 950. Nha, 950 nha. Đục 17 ly mới 100% nha mấy anh, sale là 950. Này cửa giá là 950 nha. Đó, số lượng còn vài con á mấy anh. Còn máy cắt sắt của gia đình nè, cuối năm mua máy cắt sắt niên bao đi mấy anh, niên bao máy cắt rẻ nè, giá chỉ có 1.250.000 thôi nha. Trong khi đó máy cắt sắt của mấy anh in cầu tô tàu gì nó mắc tiền lắm, 1.000.000 quên giá chứ mình coi. Mà riêng cái dòng niên bao nè cũng đĩa lớn luôn nha, mà giá chỉ có 1.250.000. Motor dây đồng ha, động cơ dây đồng cam cam nha, đĩa là 355. Đó, nó khác nhau chỗ này, biết không, cái mâm này nè, cái mâm máy cắt sắt của miền bao nó sẽ yếu hơn cái mâm của hãng yên cầu tô tàu nha. Nên mà gia đình mà nó xài cái này được rồi, tại hôm trước mấy anh khách đó, nó được tôi xài gia đình thôi, không cần quá cứng. À, nó giá rẻ là được, giá về tôi cắt rẻ là ok rồi. Còn khi nào tôi xài công trình thì chúng ta mua những cái đồ cứng hơn đó, thì anh em xài gia đình thì anh quất cái này cho mình nha. 1.250.000 thôi, có máy cắt sắt là mới cầm cam tỷ đồng nha, máy cắt sắt miền bao. Cái này còn thiếu máy khò 210.000. À, máy khò quạt phao 210.000 bán nhiều lắm mà không có trưng bày, thấy bán chạy quá rồi mới
mấy đêm không có trưng bày, mình là đi thế nào chưa là mình kêu trưng bày hết, còn cống là trưng bày thôi, trừ khi hết chỗ trưng hay là không có trưng thôi. À, anh em biết trưng bày là tiền mình bỏ ra chứ hãng đâu có tài trợ nữa anh, tất cả những hàng trưng bày bên đây là tiền túi bỏ ra hết nha, không có ông nào mà tài trợ ở đây mà để trưng bày cho mình đâu, không có đâu. Thân đèn 500k nè mấy anh nè, cái máy mài này 450 nãy mình giới thiệu mấy anh nè. Ồ, phải con này không ta? À, đúng rồi con này nè, này phải 466.000 đâu, 450 nha, xe 450 đó. Rồi có chỗ chân cho đó, anh em nào cuối năm mua máy hút bụi qua đây thử nha, có trưng bày mẫu luôn nè, ba con chân rồi cũng hết mấy triệu rồi đó, ba con chân vô đó. Ok ha, muốn thử con nào lấy ra ngoài cắm dây điện vô thử coi hút bụi ok thì lụm nè, 950 sửa giá luôn nè, quay cái đọt cho anh em coi luôn. Con này bây giờ thanh lý biết sao thì thanh lý cho đi rồi cho ta, công ty ký gửi con này nè, trong cửa hàng mình là chỉ có con này là công ty ký gửi nè mấy anh. Rồi bây giờ mình sẽ thanh lý con ký gửi này nha, giá bây giờ là cái con này anh em là nó lực đập nó lên tới 75 joule. Đây sửa tôi cái này giá đi, thanh lý luôn con này là bây giờ là tính 7.2 triệu thôi nha, 7.2 triệu thôi. À, giảm thêm 800.000 nữa, từ 10.2 triệu giảm cho anh em 800, giảm còn 8 triệu, bây giờ giảm còn 7.2 triệu nữa là bớt tới 3 triệu luôn, giảm ăn thiệt đi cho xong rồi nha. Cái máy không nha mấy anh, cái khung bên 950 nha, thanh lý có cái máy không thôi, không có cái khung, cái khung này là 950 lận nha. Đó cái máy đó, con đục 30 ly, đời 2017, lỗ banh cái xác luôn. À, 7.2 triệu, giá mới nó 10.2 triệu. Rồi cuối năm thì dung dịch anh em ơi, dung dịch rửa xe không chạm nè, nè đánh bóng kim loại nha, đây nè đánh bóng kim loại 100.000 nửa lít, 170 một lít, này đánh cực kỳ ngon luôn, nhưng mà rẻ nữa. Autoson thì mình hết rồi, kim loại hết rồi. À, con này đang thanh lý nè, có 24.000 tiếp nè, coi chân đa năng như đây là hết rồi đó, anh em có nhu cầu liên hệ nha. Rồi súng, súng sơn nè, 45.000 cái. Rồi cuối năm mua gì nữa ta? À, bóng, rồi bóng này còn không nè, bóng BU nè, cuối năm dọn này là ngon luôn nè. Rồi anh em ơi, cuối năm mua bóng BU đi nha, gỗ nè, nhà có nội thất đó, người ta vệ sinh sạch sẽ xong rồi xịt bóng lên, bóng có hai dạng, 1911 đó là bóng nó có hai dòng, bóng mờ và bóng gọi là mờ. 1911 là anh em xịt vô nó sẽ không có, nó nổi bật cái màu gỗ anh em không, 1911 nè nó là nó bật cái màu gỗ lên, còn 1900 á là anh em phủ nó phủ một lớp bóng ở bên ngoài mặt gỗ, hai cái khác nhau nha. Đó nên nó sẽ cái dòng là MAT và cái dòng clear thì đang hết hàng rồi, đang chuẩn bị về nè, bóng gỗ clear nè, 1900 nè, thì cái dòng này giá chỉ có 135.000 thôi, bán cuối năm là bán những cái dòng này là nhiều nhất. Tại vì anh em dọn nhà muốn nội thất gỗ à, xịt cái chỗ nó đã gì đâu. Cái này anh em không cần phải ra ngoài mua vật ni đánh chi, nó cực, mua cái này về quất lắc đều lên rồi quất thôi ha. Thì tính ra thì ba chai là chúng ta nguyên cái vàng ấy chúng ta là được rồi, 3-4 chai được rồi, là nó tiện tiết kiệm rồi. Ok ha, nó ngon lành rồi. Keo dán này anh em, keo dán 75.000 nè ha, carbon dán được dưới nước nha, silicon dán được dưới nước, hàng của Pháp đó. Hoặc là những keo dán này của 3D đó, hàng sản xuất Hàn Quốc, clear black và white ha, dán chịu nhiệt được độ lên tới 150 độ C, cực kỳ ngon đó. Rồi hoặc là cái keo dán được dưới nước nè, đây dán được dưới nước, mấy này mình đang thử áp lực nè mấy nè, có 48.000 một tiếp keo nè, xài ngon luôn, dưới nước dán ngon lành. Cuối năm dọn rửa toilet đâu đó, vệ sinh này nọ, ống nước này nọ, hoặc là gạch gì đó cần dán gì đó, quất cái này ha, dán được dưới nước có nhiều đâu, có 48.000 tiếp. Đuổi chuột ha, đuổi chuột, tẩy dầu mỡ, đây tẩy dầu mỡ 3T 1 lít, 90k, vệ sinh máy móc rồi cái gì dầu mỡ ăn này nọ cũng tẩy hết luôn nha,
trong nhà hàng nó cũng xài nữa mấy anh, bán trong cái nhà hàng tẩy dầu mỡ đó có luôn nha, tẩy ngon luôn á. Rồi rửa xe, xe bông rửa xe kit 70.000 tiếp bóng sơn à, đang sale nè, bóng sơn ngon lành. Rồi xúc động cơ ly quy 80.000 hũ, hãy nhớ cái bỏ vô xúc. Đây là những cái dòng máy hàng đang sale nè, đây là con này 7.9 nè đó, mấy hàng que là 7.9 nè, cái này không có sale, con này giá 1.450.000 là không có sale ha, cũng mấy cái tắc không có sale, nên sale là 7.9 nè, mua về hàng cuối năm nè anh em. 1.250.000, 1.250.000 nè, Kaseki nè ha, Kaseki nữa, hàng ba chức năng nha đó. Hàng ba chức năng có khí không khí và hàng que, còn con này nó chỉ có hàng hai chức năng thôi đó, nhớt đi mấy ha, nhớt ly quy thì được cái nhớt nó xịn mắc quá, nó xài nó ngon nha anh em nào mà cũng đang sale nè, con này mình bán cũng đang sale nè, đây 380 mà giảm còn như 300 mấy nè, 320 như nè mấy anh, này là 350 giảm 295 nè, giảm cực kỳ chậm sâu luôn ha. Hai con này thì anh em nên lựa nha, hai cái này nó khác nhau nha, dòng chick ray và dòng cotter này sẽ số nha, Osaka hết rồi ta, xe số nè mấy anh, xe số nó mắc hơn tay ga nha, là nhớ xe số đó, sản xuất tại Đức, made in Germany, ngon lành ha. Rồi Motul kit, kit thì rẻ hơn 120.000, xe số xe ga kit đúng hết à. Rồi ok, thùng ốc vít nè, cuối năm dọn qua thùng ốc vít nè, hàng hà xe số ngon lành cành đào luôn nha, con làm cành đào luôn đó, mấy này đang dọn, đang dọn. Likota nha, Likota nè, lấy ốc gãy giá có 160k thôi. Rồi kìm cà lực, kìm răng cà lực của Xeo Copper giá khuyến mãi có 115k thôi, cực kỳ ngon. Kìm nhọn của Top Gold giá 120k, cực kỳ ngon. Dòng này Đài Loan sản xuất nha anh, Đài Loan sản xuất nha, Đài Loan sản xuất. Họ kéo tỉa cành của Likota này, lo Đài Loan nè, 135.000, 135k đó. Hoặc là cái kìm này, kìm này giá là 220k đó, ngon cực kỳ không, 220k đó. Five Rip Aquin con đội, con đội đã mất tiêu rồi, con đội 490, con đội 490 nó mất tiêu rồi, có nha. Mấy cái hàng về nhiều lắm men à, nhiều lúc mất tiêu ta, mấy gì đấy à, keo găng tay, găng tay. Bộ này sale cũng đang giá sập sàn nha, 3.685.000, bình thường giá nó là 880 anh, mà giảm riết rồi, bây giờ còn 685, giảm nó là giá không có lời luôn. Bộ này nè, mà ít rồi, còn có 5 bộ hết rồi, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, à 6 bộ, còn 6 bộ là sạch cái hàng rồi. Máy mài khuôn của thằng Toto Inco nha, đang giảm luôn, 406 giảm 10%, còn có 410.000 thôi nha mấy anh, 130W. Còn cái Eto có 409 mà mình để nó mất tiêu rồi, Eto nhiều lắm, nhiều lúc hàng về xong rồi mấy nhân viên chất mình thì mình không có chất, mình không có nắm, mình phải đi tìm thấy mồ luôn, tìm thấy phải hỏi, nhiều lúc thấy mà hỏi, không thấy đâu hỏi được, bận á. Rồi hộp ốc vít nè mấy anh, 80k hộp nha, 80.000 thôi, ngon lành. Ủa ê, tôi 49 còn không à, vậy thôi được rồi, được rồi để đây đây nè, hộp 80k nha. Rồi ok, thôi anh em có nhu cầu nào thì liên hệ nha. Hàng thì đang nãy giới thiệu đa phần có sẵn cái hàng luôn. Tết này thì nói chung là những cái món đó anh em hay xài.
nào là hút bụi, nào rửa xe, nào là đánh bóng gỗ, đánh bóng kim loại, keo dán. Tẩy đá sắp về rồi nha. Tẩy đá thì mình về dòng khác, nhưng mà nó chưa chưa về đâu. Mà nói chung là trước Tết á, cố gắng cái về tẩy đá cho mấy anh em tẩy mạnh á nha, cũng đang cách mẫu thì về bữa đi mấy anh, là về đi mình review cho nha. Tẩy đá nè, tẩy đá, tẩy kim loại thì cuối năm mình bán như vậy đó mấy anh nha, vừa tẩy kim loại, đánh bóng kim loại nè, rồi cái thứ hai nữa là tẩy 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 đá đó, vậy thôi. Rồi ok nha, anh em nhu cầu mua liên hệ các bác sĩ. Đây nè, bộ này nha, đừng quên nha, 443.000 giảm còn có 399.000 thôi. 5 chi tiết dùng hơi của Inco rất kỳ tốt.